Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của lại mình lại tiếp tục live tiếp để chia sẻ với anh chị các bạn một đề tài khác. Nói chung thì trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, chúng ta ai cũng luôn phải đấu tranh. Mình đấu tranh về mặt tư tưởng, đấu tranh khắp mọi nơi, đấu tranh từ trong gia đình, bản thân cho đến cuộc sống ngoài xã hội. Tại vì chúng ta đấu tranh là để tìm ra một cái hay, cái tốt, chứ không phải đấu tranh theo kiểu xuyên tạc, chống phá, nói tầm bậy tào lao. Đấu tranh làm như mình bày tỏ cái sự hiểu biết để đặng mà để phản đối những cái sự mà nó không có đúng với sự thật, để cho cái xã hội nó tốt hơn, cái cộng đồng nó tốt đẹp hơn. Thì anh chị các bạn cũng biết cuộc sống ngàn của chúng ta thì ai cũng có những cái nan đề, ai cũng có những cái nỗi khổ riêng. Cho nên đừng vì những cái khó khăn mà mình chùn bước, mình trở thành tiêu cực, có những suy nghĩ nó không có phù hợp với cái thời đại mới ngày hôm nay. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về vấn đề mà cuộc chiến Nga và Ukraine. Bởi vì trên mạng cũng như mình theo dõi tin tức, cũng như Facebook, có rất nhiều người họ lên án cái cuộc chiến mà Nga, cuộc chiến tranh mà đặc biệt do Nga dẫn đầu tại Ukraine. Các bạn thấy đó cũng là cái gì quyền lợi ích của nước Nga thôi. Có nhiều người họ không hiểu, họ cho rằng Nga đã làm mất uy tín với đại cộng đồng thế giới, nhưng nó không phải như vậy đâu quý vị. Như chúng ta tìm hiểu kỹ thì theo như tôi thấy đó, tụi Mỹ và tụi tư bản, nói chung là tụi tư bản nó rất là quỷ quyệt, nó sử dụng truyền thông, trong tiếng Anh nó gọi là bias. Nó khi mà lợi ích của tụi nó, lợi ích nhóm của tụi nó, của nhóm tài phiệt mà tư bản đó, thì nó tin tức của nó rất là bias, có nghĩa là nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó xảo ngôn, nó xuyên tạc và nó đảo lộn những cái sự thật. Thật thì nó làm thành giả, giả nó làm thành thật, nó làm cho người ta tin vào những gì mà nó nói. Bởi vì khi mà cái thằng tư bản nó có cái sự mà gọi là nó quỷ quyệt là như này, khi mà nó nói truyền thông mà bình thường đó thì nó nói rất là trung thực, cái trung thực của nó thì rất là trung thực, mà khi mà đụng tới những cái lợi ích nhóm của cái bọn tư bản tài phiệt đó, thì bắt đầu nó vô cùng bias, có nghĩa là nó xảo trá và nó mị dân ghê gớm lắm. Thì các bạn nghĩ đi, khi nó thật thì nó rất là thật, cho nên nó làm cho rất là nhiều người ở trong nước cũng như ngoài nước, ngay cả cộng đồng thế giới, họ quay qua họ chống Nga, họ xỉ vả nước Nga, họ xỉ vả ông Putin, lãnh đạo của ông Putin. Nhưng mà khi mà những người mà người ta mà hiểu biết một cách chính chắn thì người ta tìm hiểu, nó không như là những gì mà bọn tư bản tài phiệt nó dùng truyền thông làm một cái tiếng súng, làm những cái cuộc chiến không tiếng súng, các bạn thấy cũng khiếp lắm. Gần đây tôi cũng có nghe một ông tướng ở trong nước, bên quân đội, lên truyền thông mà phát biểu một cách rất là hồ đồ, cho rằng là cuộc chiến của Nga dẫn đầu và tại Ukraine là Nga đã làm mất đi uy tín với cộng đồng thế giới. Thực sự nó không như vậy đâu, nó không phải như vậy đâu. Các bạn, tôi nói về vấn đề mà cái sự việc nó xảy ra, cuộc chiến của Nga và Ukraine, nó không khác gì cái cuộc chiến của Việt Nam mình và Pol Pot Insuri ngày xưa vậy. Nó y chang về vấn đề mà cái nhóm tư bản nó bị dân và nó hùa nhau để đặng mà nó
nó tìm đủ mọi cách, nó xảo ngôn, nó làm cho người ta hiểu nhầm, quay qua chống đối Nga, cũng như ngày xưa nó thằng Mỹ nó dìu dắt cho bọn chư hầu của nó để đặng mà quay ra chống Việt Nam. Các bạn thấy không, là cho rằng Việt Nam xâm lăng Campuchia. Các bạn thấy đó, hai cái lịch sử ở hai giai đoạn nó xảy ra. Rồi Việt Nam mình là một gia nhỏ bé, nhưng mà mình lại phải gánh ròng để chống chọi lại cái sự diệt chủng của tụi Khmer Đỏ, thì còn gọi là Pol Pot injury. Các bạn thấy, rồi sau này thế cộng đồng thế giới nó mới quay ngược lại, nó nói là Việt Nam làm đúng đó. Nó cho rằng Việt Nam không phải là xâm lăng, Việt Nam đi giải phóng. Ngày hôm nay các bạn thấy tình hình ở bên Ukraine cũng vậy, khi lợi ích của nước Nga mà những cái hiệp ước mà khối Liên Xô ngày xưa người ta đã ký kết, nhưng thằng Mỹ và tụi nó muốn phá thằng Nga này, không muốn Nga trở thành một cái quốc gia gọi là cường quốc, thì nó rất là sợ khi Nga mạnh quá, nó sợ Nga sẽ chiếm lấy cái quyền lợi của nó, cho nên nó tìm cách nó dắt mũi dư luận, và nó làm cho ngay cả những cái người mà ở trong nước, rất là nhiều người, ngay cả những người làm trong cơ quan nhà nước, bên quân đội hay là những cái tổ chức trong nước vậy, họ quay qua họ chửi Nga, họ chống Nga và họ chửi Putin, họ cho rằng ông Putin là sai lầm. Nhưng các bạn thấy tụi phát xít Ukraine nó rất là ghê gớm, và những cái âm mưu của nó muốn đưa cái khối NATO gần Nga để đặng mà uy hiếp Nga. Nhưng mà nó không ngờ rằng ông Putin là một cái nhân tài quá giỏi. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Ông là một cái nhân tài phải nói là quá siêu. Nhiều người họ lại cứ nghĩ rằng Nga ngày hôm nay giống như cái khối Liên Xô ngày xưa vậy đó. Liên Xô ngày xưa nó rất là khác với lại cái nước Nga, Liên bang Nga ngày hôm nay nha anh chị các bạn. Tại ông Putin ổng là một cái cụ tình báo KGB, ổng rất là hiểu, am hiểu về những cái chính trị xảo quyệt của bọn tư bản cũng như Mỹ. Cho nên khi ổng cầm quyền, ổng hiểu được, ổng chuẩn bị trước hết. Ổng rất là khôn khéo. Ổng làm sao ổng ngoại giao, ổng phát triển đất nước, ổng khai thác tài nguyên. Các bạn nên nhớ cái thời Liên Xô, nếu nói là sụp đổ cũng không phải. Tại vì Liên Xô là nó kết hợp rất là nhiều quốc gia nhỏ nhỏ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, các bạn nên nhớ. Những cái quốc gia nhỏ nhỏ họ không có cái sự gọi là tự trị nổi, cho nên họ kết hợp thành một liên bang Xô Viết. Liên bang Xô Viết phải rồng rắn, mà nền kinh tế của những quốc gia đó thì liên bang Xô Viết không thể nào mà ngồi đó, phải lo cho những cái quốc gia kia nổi. Thì thằng Mỹ nó, tụi tư bản nó nắm được cái điểm yếu đó, cho nên tìm cách nó làm sao làm suy thoái cái nền kinh tế. Khi ông Gorbachev lên, nó thấy ông này dễ mua chuộc, cho nên nó mua chuộc ông để ông cải cách, ông cải cách cái lề lối dân chủ theo cái đường lối của bọn Mỹ, nó bị dân, và những cái cách thức mà cải cách kinh tế theo kiểu tụi Mỹ và tư bản. Nhưng mà ông này ông Gorbachev ông ham tiền, các bạn biết ông nó bỏ tiền quá nhiều, nó mua chuộc ông, và ông bán rẻ cái nước Liên Xô, bắt buộc phải tan rã ra, trả lại những cái quốc gia cũ để họ tự trị và tự lo lấy. Các bạn thấy chiêu bài của thằng Mỹ và tư bản nó khủng khiếp, là như rất là khủng khiếp. Khi mà nó thấy cái khối cộng sản liên bang Xô Viết hồi đó quá ư là mạnh, quyền lợi của nó sẽ sợ, nó sẽ bị mất nếu mà nó không tìm cách nó phá hoại. Đó là cũng là một lý do mà tại sao thằng Mỹ nó tham chiến ở Việt Nam cũng vậy, nó tìm đủ mọi cách, nó hất cẳng thằng Pháp ra khỏi Việt Nam để đặng mà vô nó ngăn, nó gọi là ngăn chặn lòng sống của người cộng sản ở vùng Đông Nam Á. Các bạn thấy không? Tại vì thằng Trung Quốc nó đi theo cái giới gọi là cái giới cộng sản, gọi là
nó ngã bên nào là nó ngã, và nó theo thằng nào là nó thấy có lợi thằng là nó theo, nó không phải hoàn toàn là cộng sản chủ nghĩa Mác Lê thật sự. Cái đường lối của nó, cái thằng Trung Quốc nó có những cái sự lãnh đạo về về cái chủ nghĩa của nó khác biệt, không phải Việt Nam của mình. Việt Nam của mình đi theo đường lối Mác Lê, nhưng mà mình có tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái đó là nó là cái căn bản cho cái nền tảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự tồn vong của Đảng cho đến ngày hôm nay. Có nhiều người nói tại sao Đảng Cộng sản trên thế giới sụp đổ mà Việt Nam vẫn còn cho đến ngày hôm nay, tại vì mình người Cộng sản Việt Nam có tư tưởng Hồ Chí Minh. Các bạn thấy nó khác biệt nhau. Thì quay lại các bạn nhìn thấy cái cuộc chiến Nga Ukraine ngày hôm nay cũng vậy. Các bạn biết ông Putin đó, ông bắt đầu ông khi mà ông lên ông cầm quyền, ông khai thác tài nguyên, ông làm cho những cái quốc gia mà khối Đông Âu, Bắc Âu rồi tụi châu Âu á phải lệ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu của ông. Ông biết được điều đó, ông rất là khôn khéo, ông bán cho tụi nó. Suốt một thời năm tháng ông ngấm ngầm để đặng mà tụi nó coi như là nó bị lệ thuộc, nó không còn xài cái những cái nguyên liệu thô nữa, làm ô nhiễm môi trường quá nặng nề. Trong khi đó Nga có những cái tài nguyên khí đốt rất là dồi dào, rất là vô tận mà cái cộng đồng châu Âu nó cần, mà Nga sẵn sàng chỉ thải ống câu tới là tụi kia có ga, có khí đốt, có nhiên liệu, có xăng dầu vừa giá cả hợp lý, phải chăng quá tốt. Tụi châu Âu hồi xưa nó phải đi mua ở nơi xa, tụi Đông Âu, Bắc Âu nữa nó phải đi xa nó mua, khi nó phải nhờ Mỹ chở tới hay nó phải qua tận Trung Đông mới trở về. Trong khi đó không, anh Nga anh kế bên đó nó chỉ thọt cái ống qua là kéo về là mở van là cứ mở đóng đồng hồ vô xài thôi, quá tiện lợi luôn, vừa rẻ và vừa lại hợp túi tiền. Các bạn thấy đó, đấy. Về cái tụi Bắc Âu và Đông Âu nó trở thành con nghiện của nhiên liệu rồi, tại vì đất nước nó phát triển nó phải dùng nguyên liệu để đặng mà nó chạy máy rồi xe cộ, những cái công nghiệp hạng nặng. Các bạn thấy ông Nga, ông Putin ổng đã giật dậy được cái nền kinh tế rất là vững vàng cho nước Nga từ sau khi mà khối Liên Xô tan rã, rất là hùng mạnh. Nhưng mà khi cái sự lớn dậy của Nga bắt đầu, thằng Mỹ nó để ý, nó nói thằng này càng lúc nó càng mạnh, cho nên thằng Mỹ nó sợ ông Nga này mạnh sẽ chiếm lấy cái khối, cái thị trường của nó hết, cái quyền lợi của tụi Mỹ hết. Thằng Nga, thằng Mỹ nó phải tìm cách nó đâm chọt nó chỉ phải ai, nó phải dùng thằng Ukraine đấy. Các bạn thấy nó để thằng Ukraine xây dựng lên cái tam quyền phân lập rồi nó thối nát, rồi nó suy tàn, rồi nó trở thành một cái, nó lập lên cả một cái hệ thống gọi là phát xít của tụi Ukraine. Nó ghê gớm lắm, nó đào tạo những cái đó. Thì các bạn thấy tụi Mỹ mà ngay cả ở Trung Đông cũng vậy, tôi quay lại Trung Đông các bạn thấy nó, con người của tụi Mỹ nó rất là ác độc. Tụi chính trị Mỹ, con người của nó vô nhân tính, nó xem mạng sống con người không ra gì hết trơn. Để các bạn thấy, tôi chứng minh cho các bạn thấy, cuộc chiến ở Trung Đông thay vì nó làm cho người ta ổn định, nó gây hận thù. Các bạn thấy không? Nó gây hận thù, nó qua bên Syria nó gây xáo trộn. Tại vì cái ông Assad á, là cái ông con á, sau này lên á, là không có thích thằng Mỹ, đàn Mỹ nó điểu quá. Ngày xưa ông già của ông Sabat cũng như là Sabat thì thân Mỹ, cho nên thằng Mỹ để ông yên, sau này thằng con không có thích, nó quay qua nó thân với Nga, nó làm ăn với Nga cũng tốt hơn, có lợi hơn. Cho nên ông Mỹ cũng chăm cho, các bạn thấy phá tan nát cái nước Syria, phá tan nát rồi ai, nó lập lên, cũng chính nó lập lên cái tụi ISIS. Ai về nó lập lên cái tụi này là cái tụi Hồi giáo, nó lại quay qua nó cực đoan, nó giết, nó tàn phá ở Trung Đông một thời gian. Rồi sau này nhờ có Liên Xô với các bạn biết Iran
kết hợp với nhau mới có thể mà giải quyết được tụi y xịt. Chứ thằng Mỹ nó cứ kéo dây kéo dưa, tại vì nó làm cho tụi ai xịt là cứ giết chóc dân Trung Đông, nó đi đến đâu nó giết chóc tới đó, nó tàn sát người ta, chặt đầu cắt cổ ghê gớm quỷ gợn, mổ tim lấy phổi lấy phèo lấy nội tạng rồi hãm hiếp rồi đủ thứ hết, rất là dã man. Và các bạn biết ai là người dựng lên tụi đó? Chính ông McCain với lại bà Hillary. Khủng khiếp không? Nó qua bên Trung Đông có hình chụp luôn mà. Nó bị lộ tại kỳ đó cái thằng mấy đứa mà nó làm trong NSA của tụi Mỹ, bên tụi National Security Agency của tụi Mỹ đó, tụi chỗ mà thằng Snowden Edward nó làm rồi nó bị chi nã, cái nó tiết lộ ra chụp nó đưa lên sao để nó tung ra ngoài, người ta kêu trời quá trình luôn. Các bạn thấy khủng khiếp lắm. Cũng như ngày xưa cũng chính thằng Mỹ nó là người lập nên Taliban, các bạn thấy không, nó lập lên thằng Taliban để đặng mà nó thao túng vũ khí tiền bạc cho Taliban để đặng mà đánh Liên Xô, phá Liên Xô ở tại Afghanistan suốt 10 năm trời. Nó làm cho Liên Xô chịu không nổi, phải rút quân. Rồi sau này các bạn thấy nó dắt vắt hết danh thì nó cũng bỏ vỏ, nó để lại cho thằng Taliban không còn cái gì hết. Mà nó trong đó là nó huấn luyện ông Labin là cái người biệt kích à, ông này rất là giỏi, cho nên ông rất là giỏi về chiến thuật biệt kích. Sau này ông hận Mỹ, ông quay qua đập Mỹ à, ông làm cho Mỹ thất bát sang bang thời gian. Mỹ bỏ ra cả nghìn tỷ đô để đặng mà tiêu diệt ông Labin, trời ơi khủng khiếp các bạn thấy. Rồi các bạn nhìn thấy ngay cả ở bên Trung Đông, nói về Iraq và Iran ngày trước vậy. Ngày xưa Iraq thằng Mỹ nó cũng là có đại sứ quán ở đó, nó cũng làm ăn, nó cũng bán máy bay vũ khí cho Iran đó. Sau này cái nó kích động ông Saddam, các bạn thấy nó quay qua nó kích ông Saddam để đặng mà đánh Iran, bắt đầu nó viện trợ cho ông Saddam là Iraq, đánh ông Iran. Rồi bắt đầu hai bên hiềm khích nhau. Nó ở ngoài kỳ đó, sau cái vụ đó dân Iran các bạn biết nó đứng lên, nó tức, nó đột nhập, nó bao vây cái đại sứ quán, tốc độ giới hạn, nó bắt mấy đại sứ quán vui lòng giảm tốc độ kỳ đó đấy, nó khủng khiếp lắm. Các bạn mình lên mạng kiếm, tôi đấu tranh mấy chục năm, các bạn kiếm tôi có chỗ nào mà đi mà gọi là phản động, có người chống phủ tôi là phản động. Thôi thì mình dừng like ở đây chị các bạn. Chào chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.